Với tình hình dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc tránh tập trung đông người là vô cùng cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, vừa qua công an phường 2, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra và xử lý một tiệm internet vẫn lén lút hoạt động với số lượng khá đông những thanh thiếu niên tập trung chơi game. Tại thời điểm kiểm tra có 62 thanh thiếu niên đang tập trung chơi game tại hai phòng máy tính trong tiệm tại số 6 đường Nguyễn Văn Trỗi. Mặc dù cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thế nhưng nhiều thanh thiếu niên vẫn chơi game. Hiện cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ một số trang thiết bị máy móc để xử lý theo quy định của pháp luật.